Má, con có lỗi với má. Có chuyện gì vậy con? Con bị làm sao hả? Hai, bộ có ai ăn hiếp hai hả? Nói em nghe đi, em xử hết cho. Không ai ăn hiếp hai hết, tự hai dại dột thôi. Mấy hôm nay tự nhiên con thấy khó chịu trong người. Hả? Với lại con ăn không có tiêu nên con đi khám. Bác sĩ nói con bị gì hả? Bác sĩ nói con... Con bị làm sao? Con có thai. Có thai? Có. Con có thai với ai hả? Dạ con của anh Thành đó má. Anh Thành hả? Nhưng mà anh có vợ rồi mà, sao hai với ảnh lại? Tại sao vậy Bích? Má, má đã nói với con rồi, tại sao con cứ ngang bướng vậy hả Bích? Má ơi, con xin lỗi má ơi. Tại vì con quá yêu anh Thành. Con sẽ đi phá bỏ cái thai này. Không được, nó là con của chị hai mà, làm như vậy ác lắm đó. Chứ bây giờ em kêu hai phải làm sao? Thằng Thành biết chuyện này chưa? Dạ chưa má. Cái anh Thành này có vợ rồi mà còn qua lại với chị nữa, thiệt là quá đáng mà. Em phải tới nhà ảnh cho ảnh một trận mới được. Thôi em đừng có đi, em có làm gì á thì anh Thành cũng không có chịu trách nhiệm đâu. Vậy bây giờ em sẽ làm ầm lên, em la làng lên cho mọi người đều biết cái bộ mặt sở khanh của ảnh. Má, con đi qua nhà ảnh nha. Dân, ngồi xuống. Má, bây giờ con có qua bên đó con làm ầm ĩ lên thì chị của con sẽ bị liên lụy đó. Nhưng mà bây giờ con qua đó, con biểu thằng Thành qua đây gặp má liền. Dạ. Để má nói chuyện với nó. Dạ. Đi đi, đi qua kêu nó liền. Con đi liền. Qua biểu. Má, con xin lỗi má. Con nhất định phải cưới cho được thằng Thành hả Bích? Hả Bích? Má, sao tự nhiên má hỏi con vậy? Má là má của con, chẳng lẽ má không hiểu con? Bây giờ con Dân không có ở đây, con nói thiệt cho má biết, chuyện cái thai là có thật hay không? Hả? Hay là con bắt chước con qua chỉ là giả bộ thôi? Hả Bích? Má, con có thai thiệt đó má. Má nghĩ con giống con Hoa hả? Con thương anh Thành thật lòng. Má, má giúp con nha má. Má thương cháu ngoại của má, giúp con nha má. Con ngu lắm. Dạ thưa má, con mới về. Hôm nay má lu bu cái chuyện thằng Thành rồi má bỏ quên chuyện nhà máy à. Hôm rày làm sao rồi con? Dạ lúc này ít đơn đặt hàng lắm má. Bên dàn lại dành hết mối của mình. Trời, đợt thằng Thành tính đi mở rộng đại lý thì gặp chuyện. Dạ đợi nó khỏe lại đi làm rồi tụi con sẽ tiếp tục. Nó còn đang lình xình cái chuyện con qua chưa biết làm sao nữa. Thôi, hay là con thuê trước vài người đi. Sau này thằng Thành vô làm cũng phải thuê thêm người, chứ một mình nó làm sao nó cán đáng hết được. Dạ. Dạ, con xin phép vô thăm thằng Thành một chút. À. Anh Thành ơi! Anh Thành! Ủa? Anh Thành ơi! Hai.
Dạ. Con. Con chào bác. Con kiếm Thành có chuyện gì không? Em. Chào anh. Hình như em là Dân, em của Bích đúng không? Dạ. Thằng Thành ở trong phòng á. Để anh kêu nó nghe. Thành ơi! Thành ơi Thành! Con, ngồi chơi đi con. Dạ thôi. Để con nói chuyện với anh Thành cái rồi con đi liền à. Có chuyện gì mà nhìn em căng thẳng quá vậy? Chị hai của em có thai với anh Thành rồi. Sao? Hả? Có. Ủa Dân, em kiếm anh hả? Anh đã có vợ rồi mà anh còn gạ gẫm chị hai tôi nữa. Anh đúng là đồ sở khanh mà. Anh xin lỗi. Thật tình là anh không có cố ý. Anh hại đời chị hai tôi rồi một câu xin lỗi là xong hả? Bây giờ cái đứa bé trong bụng chị hai tôi anh tính sao đây? Em vừa mới nói cái gì Bích có thai hả? Má tôi kêu anh qua nhà nói chuyện liền kìa. Anh á, anh liệu làm sao mà giải quyết cho ổn thỏa? Anh mà làm chị hai tôi tổn thương, tôi không tha cho anh đâu. Dạ thưa bác, thưa anh con đi. Thành. Thành à, Bích có thai với em thiệt hả? Em cũng không biết nữa. Hôm nay em đâu có gặp Bích đâu. Đâu con qua vẫn còn nói chuyện coi làm sao. Má, có chuyện gì mà mọi người căng thẳng quá vậy? Con Bích nó có thai với thằng Thành. Cái gì? Con Bích nó có thai với thằng Thành? Thiệt hả? Trời, chuyện này tao nói chơi được sao? Ghê nha. Giờ cậu tính làm sao? Dạ, con xin lỗi Bích với dì, với gia đình nhiều lắm. Dì cho con thêm thời gian để suy nghĩ nha. Anh còn suy nghĩ cái gì nữa? Bộ anh tính phủi bỏ trách nhiệm hả? Không phải, tại vì chuyện này nó bất ngờ quá, anh cũng không biết xử lý nó làm sao nữa. Dì, hay là dì cho con gặp Bích? Nó đang mệt, nó cũng không muốn gặp cậu đâu. Hôm nay nó giấu tôi cũng vì suy nghĩ cho cậu, nên nó không cho tôi biết chuyện này. Nó còn tính đi xứ khác sinh con một mình nữa. May mà tôi phát hiện kịp, chứ nếu không có cái bụng nó lùm lùm lên, rồi mặt mũi nhà này để đi đâu. Bây giờ cậu về bên nhà lo mà ly dị con qua đi, rồi kêu gia đình đem lễ vật qua đây cưới con Bích. Nếu không á, đừng trách tôi làm lớn chuyện nha. Gì? Cái chuyện này con... Má. Bích. Má đừng làm khó anh Thành nữa má. Anh không cần phải lo cho em đâu. Một mình em sẽ nuôi con. Em không có sợ miệng đời dị nghị cười chê đâu. Con đừng có suốt ngày suy nghĩ cho người khác như vậy. Lo cho đứa con trong bụng con kìa. Chị hai, chị hai đừng có khóc. Tôi không nói giỡn đâu nha. Cậu lo mà giải quyết đi. Dạ. Nhưng mà dì cho con thêm thời gian suy nghĩ đi. Con hứa với dì là con sẽ có cách giải quyết về chuyện này. Thôi được rồi, tôi cho cậu 2 ngày, sau đó phải trả lời rõ ràng cho tôi biết. Nghe chưa? Dạ. Bây giờ đi về đi. Chào dì cô dì. Anh về luôn nha. Má uống nước đi má. Má, hồi nãy sao mà má nói xạo vậy? Hai đâu có tính bỏ đi đâu đâu. Rồi còn cái chuyện mà má phát hiện nữa. Má không nói vậy, làm sao thằng Thành nó có cảm giác có lỗi với chị của con? Nhưng mà con thấy anh Thành không có muốn ly dị con qua. Má,
Ngày mai má đi qua nhà bác Hội tạo áp lực cho con. Còn em đi qua em gặp con Hoa, báo với nó là chị đã có thai với anh Thành. Ngày mai con qua bên đó, con báo cho con Hoa với nhà Tư Trê biết là thằng Thành nó dụ dỗ chị con có thai. Bây giờ nó rủ bỏ trách nhiệm với đứa bé. Vì chuyện này mà má bệnh nặng, chị con muốn tự tử. Má, con nói cho bên đó biết, thế nào nhà bên đó họ sẽ bắt con qua ly dị với thằng Thành. Má, chị hai. Sao? Sao em thấy má với chị hai mưu mô quá. Dân, nếu mà chị không làm vậy á thì làm sao cháu em có cha? Con thương chị con, con hãy giúp nó đi. Sao? Bây giờ em cũng không chịu giúp chị nữa hả? Em muốn nhà mình bị người ta chê cười, cháu của em là một đứa con quan, em mới vừa lòng hả? Thôi, em sẽ qua bên đó, nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi. Còn cái chuyện mà đổ dầu vô lửa như má với chị hai nói, em không nói được đâu. Em làm cái gì mà nói không được? Em chỉ nói mấy câu thôi mà. Nhưng mà em không thích gian xảo như vậy. Thôi được rồi, con qua bệnh, con chỉ cần nói là chị hai con có thai với thằng Thành, vậy là đủ rồi. Dạ. Bộ em tưởng 16 năm là giây phút ngắn ngủi hay sao? Tại sao em không hẹn anh 8 năm để chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn? Em biết anh tha thiết yêu em. Dù có đợi 16 năm, anh cũng sẽ một lòng chung thủy. Em lầm. Em hãy yên tâm, sau này chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Dương Hoa. Điêu Huynh à? Điêu Huynh. Ông là Điêu Huynh. Đúng. Điêu Huynh à, em xin lỗi nha. Tôi xuống đây gặp Long gì quá mừng rỡ, cho nên tôi báo với anh. Điêu Huynh à, bây giờ thôi đi khách lên trời đi. Sao rồi con? Dạ, vì Út Thương muốn con ly dị với Hoa để cưới Bích. Tất nhiên là phải vậy rồi, không lẽ mày bỏ con mày? Nhưng mà em không có yêu Bích. Nếu mà vì đứa con buộc phải sống với nhau cả đời sao mà được? Có gì mà không được, tình cảm thì từ từ dung đắp. Không lẽ mày tính làm Sở Khanh không nhận con mày hả? Chị nói gì kỳ vậy? Em sẽ chu cấp cho đứa bé, nó vẫn là con của em. Nếu muốn Bích cứ đẻ nó ra đi, đưa cho em nuôi cũng được mà. Chắc con Bích nó chịu sinh ra rồi đưa cho mày nuôi quá à. Gì thì gì, cháu của má không thể để cho người khác nuôi được, kể cả mẹ ruột của nó. Nhưng mà con không thể cưới Bích được. Vậy sao mày làm nó có con chi? Bây giờ con không có quyền muốn hay không muốn ở đây. Vì cháu đích tôn của má, má không có nhân nhượng với con đâu. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Mà có chắc Bích nó có thai không? Biết đâu giống như đợt của Hoa thì sao? Anh nghĩ sao mà nói con Bích nó giả bộ mang thai? Nó không có như con quỷ kia đâu. Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà em. Tụi nó qua lại chỉ có một lần thôi. Anh với em đó, mấy năm rồi còn chưa có con nữa. Chưa có con là tại anh vô dụng á. Bộ anh tưởng ai cũng như anh hả? Nè, thằng Phú nó nói không phải là không có lý đâu. Dù gì thăm khám đàng hoàng vẫn tốt hơn. Rút kinh nghiệm đợt trước, kiểm tra cũng được. Nhưng mà rủi là thiệt, con Bích nó giận mình là tại vì mình không tin nó là sao? Hay thôi, để từ từ con hỏi nó cho. Nếu nó muốn gạt con á thì con có muốn hỏi cũng vậy thôi. Thành, ngày mai con chở má qua bên đó. Dạ. Má sẽ nói khéo để đưa con Bích đi khám thai luôn. Dạ.
Thưa má, con đi học. À, con ăn gì chưa? Con chiên cơm ăn rồi. À, đi học về nhớ ghé con qua nha. Má, anh Thành là người không có chung thủy, hay cưới được ảnh chưa chắc gì đã hạnh phúc. Nhưng mà chị của con đã quyết định như vậy rồi, với lại còn đứa bé nữa, không lẽ nó sinh ra không có cha. Má biết là con không thích mấy chuyện như vậy, nhưng mà vì chị hai, ráng đi. Sau này má có chết rồi, chị con có làm cái gì sai thì cũng niệm tình má mà giúp cho chị nha không? Má, sao má nói giống như trăn trối vậy? Bộ má thấy không khỏe trong người hả? Thì má nói phòng hờ vậy thôi chứ trăn trối cái gì. Má biết tánh hai đứa bay quá mà. Nhưng mà lỡ đâu hai làm chuyện quá đáng rồi sao? Làm cái gì quá đáng thì cũng là chị của con, giúp chị hai đi nghe. Nếu mà hai làm chuyện sai á thì con sẽ giúp hai sửa, chứ con không giúp hai che giấu đâu. Thiệt tình luôn á. Thôi được rồi, sao cũng được, nhưng mà chị em với nhau là phải thương yêu đùm bọc nhau nha không? Cái này á thì má yên tâm đi, con không để ai ăn hiếp chị hai đâu. Ờ, vậy được rồi. Bích ơi, Bích. Ủa, chào gì? À, em chào chị. Ừ. Sao Kim nói sớm dữ vậy con? Tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi, chứ con có bao giờ thức dậy trước 7 giờ đâu. Bích đâu vậy? Nó còn mệt ngủ trong phòng á, giờ này đã thức đâu. Kêu chị hai đi. Ơi. Dạ thôi, chị Thảo ở chơi, em đi học nha. Ờ, thưa má con đi. Bích ơi. Bích à. À, Bích. Dạ. Có chuyện gì không mà chị kiếm em sớm quá vậy? Em có bầu thiệt đó hả? Chị nghĩ em gian xạo giống con Hoa hả? Không có. Má chị với thằng Thành bị cái vụ con Hoa lần trước, cho nên bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Lát nữa má chị sẽ qua kêu em đi bệnh viện khám thai đó. Vậy nên chị mới phải qua sớm, để đề phòng coi các em nói gạt thì còn tính cách nữa. Chị vì phải em mà. Em có bầu thiệt. Vậy thì tốt quá. Má chị cưng cháu lắm, nhất định sẽ bắt thằng Thành bỏ con qua cưới em đó. Em cũng mong con em có một gia đình trọn vẹn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Có gì đâu. Thôi chị về nha. Con về nha dì. Nè, coi có chuyện gì á, con nhớ giúp Bích giùm cho dì nha. Dì yên tâm đi, dì khỏi lo. Từ lâu con coi con Bích như là em dâu của con rồi. Tại con quỷ kia nó mưu mô quá thôi. Kỳ này nó hết cửa về nhà con rồi dì. Thôi con về nha. Ừ. Con tiễn chị Thảo về nha má. À. Chị Thảo. Ừ? Hồi nãy có má em không có tiện nói. Nếu như mà anh Thành ảnh cương quyết không chịu cưới em thì bác Hợi cũng đâu có làm gì được, giống như cái đợt ảnh đòi cưới hôm qua vậy đó. Ờ ha. Má chị nói cứng vậy nhưng mà rốt cuộc cũng thua nó à. Bây giờ sao vậy? Bởi vậy mình phải có kế hoạch. Kế hoạch gì? Rồi mà nó không chịu qua. Thôi kệ nó đi, con đừng có trông chờ gì nữa hết á. Chú thấy con nên dứt khoát đi, đừng vì đứa con mà chịu đựng người chồng, gia đình chồng với họ khổ cả đời đó con. Hôm qua anh ba anh có hỏi cậu là mình có muốn lãnh luôn cái vườn chôm chôm của anh không. Anh cho mình lãnh trong vòng 5 năm, con thấy sao? Con thì quen lên sông nước rồi, lên bờ con thấy con quen cậu ơi.
Nhưng nếu cậu Tư muốn lên bờ thì con lên với cậu. Sao? Cậu lớn hơn con, tất nhiên là cậu khó quen hơn con nữa. Cậu sống ở dưới sông nước này mấy chục năm rồi, làm sao mà quen được. Thôi được rồi, để chút cậu trả lời với anh ba, để cho người khác lãnh. Con qua có bà ba xa ba lo rồi, mình ở lại đây cũng không có giúp được gì hết. Tranh thủ làm cho xong, tháng sau mình nhổ neo đi con ơi. Lình xình mấy tháng nay rồi, mỗi mang chắc họ trông mình lắm, không khéo thì mất hết. Dạ. Ê nhỏ kìa. Ủa chị hai, đừng có kêu thân thiết quá vậy. Con Bích á, nó nói nó muốn gặp cô có chuyện. Ủa, Bích muốn gặp em có chuyện gì hả chị? Ai mà biết, nó kêu tôi nhắn vậy thôi. Lên xe đi, tôi chở qua nhà nó. Dạ, em tự đi được rồi chị. Nó cần gặp cô gấp, chuyện liên quan tới thằng Thành đó. Bộ tôi ăn thịt hay sao mà sợ? Lên xe. Dạ, chị đợi em xíu. Nhanh nhanh giùm cái. Trời, sao tự nhiên qua đi với bà đó vậy cậu? Con nhỏ đó hung dữ như quỷ, con qua bầu bì nghe lời nó chở đi đâu vậy không biết. Cậu gì? Để con chạy theo thử coi sao nha. Ừ, chạy theo coi. Con đi nghe. Ừ. Quỷ thiệt tình. Má, má nhớ những gì con dặn nha. Nhớ rồi. Nhớ nha má, không được thay đổi nha. Biết rồi mà. Xuống đi, đi vô. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Đi vô. Dạ, con thưa gì? Ngồi đi. Chị Thảo nói Bích kiếm tôi có chuyện gì hả? Con ngồi xuống đi đã. Con có biết con Bích có thai với thằng Thành chưa? Hả? Dì nói gì? Bích có thai với anh Thành hả? Ừ. Bộ anh Thành không có nói với chị hả? Chắc nó muốn giấu cô đó. Bích nó có thai rồi, cô biết điều đi, lý dị anh Thành đi. Dù gì con cũng là vợ chính thức của thằng Thành, dì muốn là trong nhà giải quyết êm đẹp với nhau. Chứ cháu ngoại của dì nhất định là phải có cha đó. Nếu cô không chịu buông tha cho anh Thành thì đừng có trách tôi. Đáng lý ra người nói câu đó là tôi chứ không phải là cô. Cô mới là người cướp chồng của tôi đó. Nè, ê, cũng đâu có hiền lành gì, bây giờ lộ mặt rồi. Ủa, không có đóng vai đáng thương nữa hả? Chị hai, em biết chị nhiều lần tìm cách ly gián vợ chồng em, Bích cũng không kém cạnh gì. Sợ gì em không lên tiếng là vì em không muốn làm lớn chuyện. Hai người không cần phải bày nhiều trò như vậy nữa. Tôi sẽ không tranh giành người đàn ông phản bội đó. Hai người nhắn lại với anh Thành, cứ làm đơn ly dị đi, tôi sẽ ký. Nè, qua. Anh Tố, họ có làm gì em không? Mày nói vậy là sao? Hả? Tôi cảnh cáo mấy người đụng tới qua nữa, tôi không để cho mấy người yên đâu nghe. Mày hù tao hả? Mày làm gì tao? Tao sợ mày chắc. Mày làm gì tao sợ mày vậy á? Nè, em không có gì hết, mình đi về. Em có sao không? Sao vậy con? Sao không vậy? Con buông tôi ra đi. Hai người đi khỏi nhà tôi. Trời tôi ơi, tôi sẽ tự nuôi con một mình. Có chuyện gì vậy? Hả? Mấy người hai đứa bay đi liền chưa? Muốn một xác hai mạng hả? Chuyện gì? Hả? Qua, sao em ở đây? Nó nghe con Bích có thai, nó tới đánh vặn mặt chứ chi. Nè, chị đừng có vu khống tôi không có làm gì cổ hết. Chị ăn nói cho đàng hoàng nghe, cổ từ té ngã không liên quan gì tới Qua nghe. Chuyện gì?
Hai đứa đánh con Bích, bây giờ còn chối hả? Hả? Trời đất ơi. Diễu, con không ngờ người... hai người có đánh Bích đâu. Anh không tin tôi thì tôi không còn gì để nói nữa hết. Trời ơi mày. Má ơi. Trời ơi con. Con đau quá má ơi. Trời ơi. Sao vậy nè? Đưa nó đi bệnh viện đi. Đưa nó đi bệnh viện giùm tôi đi. Bỏ con đi bệnh viện con. Ráng lên. Còn con nhỏ này, ngồi ngoài sao giữ nó lại. Dạ. Nè để con, để con. Cháu tôi mà có chuyện gì á, tôi tính sổ với cô. Nhẹ thôi em. Tránh ra coi. Tránh ra. Rồi, nhanh lên. Đây, ngồi đi con. Cẩn thận đó. Theo tụi con nha má. Đi xem chị đi. Đúng là cổ diễn kịch giỏi thiệt đó. Anh càng ngày càng ghê sợ cổ. Anh không ngờ Diệu Thương cũng giống như con gái của mình. Để anh về, anh nói với cậu Tư, qua nói chuyện với bọn họ. Không để họ vô khống mình như vậy được. Thôi kệ họ đi. Họ muốn diễn cứ để cho họ diễn. Em thật sự mệt mỏi quá rồi. Em chỉ cần có đứa con thôi. Em sẽ ly dị với anh Thành. Khen con quỷ đó hiền lành hiểu chuyện nữa không? Không biết con Bích nó có sao hay không đây nè. Tao mong cho mẹ con nó được bình an. Bây giờ con không cần phải cưới con Bích nữa. Gia đình gì có thể nuôi mẹ con nó được? Không có được chị. Đứa nhỏ phải có đủ cha đủ mẹ chứ. Con nhỏ đó bây giờ không còn là dâu con của tôi nữa. Nó không có quyền gì ghen tuông ở đây hết á. Nó mà còn dám đụng tới con Bích với đứa nhỏ, tôi sẽ thưa nó ra công an. Đúng rồi đó má. Má ơi, con nghĩ là trong cái chuyện này có cái chuyện gì đó hiểu lầm ở đây á. Chứ con nghĩ là chắc chắn là Hoa không bao giờ có cái hành động đó đâu. Tới giờ này mà mày còn binh nó nữa hả? Mày có biết phụ nữ mà ghen là kinh khủng tới cỡ nào không? Không lẽ bây giờ tao nè, má nè, rồi dì Út nữa hù nhau đổ tội cho nó. Mày đừng có u mê nữa giùm tao một cái. Nó tính giết con mày kia kìa. Dạ bác sĩ dạ. Cái thai có sao không bác sĩ? Cái thai vẫn ổn. Mấy tháng đầu nên cẩn thận, bồi bổ cho em bé nha bác. Bây giờ người nhà có thể vào thăm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Mừng quá. Đi vô. Đứng còn... gì nữa bà. Thôi được rồi, con nằm nghỉ ngơi đi. Nằm đi em. Nằm đi. Cũng may là ông trời ông phù hộ nên đứa bé không có sao. Anh Thành, em sẽ không bắt anh cưới em đâu. Em chỉ cần hai mẹ con em bình an là được rồi. Con không có việc gì phải sợ hết á. Có bác ở đây nè. Con nhỏ kia nó không dám làm gì con đâu. Nè, mày đi về ly dị con nhỏ kia liền ngay lập tức cho tao. Rồi cứ con Bích đi. Chứ đợi tới cái bầu nó bự ra là sao? Mày đi liền đi. Bác, anh Thành ảnh đã không muốn thì bác với chị Thảo đừng có ép. Bây giờ cậu trả lời một tiếng đi. Nếu không thì để tôi đưa con Bích đi chỗ khác sinh nở. Chứ để cái bụng nó lớn lên rồi gia đình tôi cất cái mặt đi đâu. Dạ bác cứ bình tĩnh. Dạ thôi, để bây giờ con đi gặp Hoa con nói chuyện. Bích, em ráng nằm nghỉ ngơi nha. Đi đi. Nhanh. Lệ mề. Đi lẹ đi. Thằng Thành nó chịu đi rồi đó con. Con đừng có lo nghĩ gì hết á. Ảnh hưởng tới cái thai. Nhan. Dạ con biết rồi bác. Cái gì mà bác? Má, bây giờ em đang mang thai cháu đích tôn của má rồi. Có cái gì đâu mà ngại. Má nghe chưa, đúng không má? Kêu bà má đi con. Dạ. Nhưng mà cái cô Hoa kia đã tới đánh con như vậy,
là vẫn có ý níu kéo anh Thành. Con sợ cổ sẽ không bỏ cuộc đâu bác. Con nói cũng đúng. Hay là chị với cháu Thảo qua bên đó đi, phòng hờ cái chuyện mà cậu Thành bị cô đó cổ lung lay á. Má, dì Út nói phải đó má. Chứ có khi con nhỏ đó nó giả nai này nọ, cái thằng Thành nó siêu lòng nữa đó má. Dạ. Đúng rồi, đúng. Đi rồi. Má đi má, đi đi. Con từ từ. Định đám cưới với anh á là em đã tự hứa sẽ làm cho má với chị hai chấp nhận em. Được rồi, vậy tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng ha. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tụi mình cũng sẽ ở bên nhau và cùng nhau đương đầu vượt qua nó, không bao giờ buông tay nhau. Em chịu không? Anh nói là phải giữ lời đó. Anh tháo giùm em đi. Trừ khi em không muốn nắm tay anh nữa thôi. Mà cho dù em không muốn nắm tay anh vậy nữa thì anh cũng sẽ nắm tay em thật chặt giống vậy nè, không bao giờ buông tay ra đâu. Đó, tháo cái vòng này ra chứ không bao giờ buông tay đâu. Quá. Anh Tố. Ủa sao mày anh về sớm vậy? Tại anh về nghỉ trưa chút xíu. Lát xế anh qua giường của bác ba lại. Bình thường á, anh với chú Tư đều ở lại nhà bác ba để nghỉ trưa. Anh nè, em không có sao đâu, anh đừng có lo mà. Chức định ly hôn hả? Dạ. Em nghĩ chắc đây là cách tốt nhất rồi. Em không muốn ly hôn đúng không? Em cũng không biết nữa. Em chỉ có cảm giác không nỡ. Em còn yêu anh Thành. Bây giờ anh Thành có con với Bích rồi. Anh nghĩ em đừng có dây dưa nữa. Nếu cứ dây dưa hoài, anh sợ em là người bị tổn thương nhiều hơn. Ủa? Má. Chị hai. Cô không còn quan hệ gì với nhà tôi nữa. Đừng có má con, chị em gì hết. Vậy hai người tới đây chi vậy?
Cô đúng là đồ độc ác. Cũng may là cháu của tôi nó không có chuyện gì. Tôi cảnh cáo cô nha, cô mà còn đụng tới mẹ con của Bích nữa, tôi sẽ thưa cô ra công an. Em có sao không? Sao vậy? Con sao không vậy? Con buông tôi ra đi. Má, thật sự là con không làm gì Bích hết. Không làm gì mà con Bích nó phải nhập viện hả? Hay là cô đợi nó xảy thai rồi con mới tính là làm gì? Cô không cần phải giải thích quanh co dông dài gì nữa hết. Bây giờ con Bích nó đang có thai thiệt, mà nó là cháu nội của tôi. Con Bích sẽ trở thành con dâu chính thức của tôi. Còn bây giờ cô cần bao nhiêu tiền để cô ký đơn ly dị, cô nói đi. Má, ngay từ đầu lấy anh Thành con đã không phải vì tiền rồi. Con sẽ không lấy bất cứ thứ gì của gia đình má hết. Đừng có làm bộ thanh cao khôn hồn thì lấy chút tiền rồi biến đi. Hay là chê ít muốn cả gia tài nhà này chứ gì? Nè, ký đơn hay không á là chuyện của Hoa với anh Thành. Hai người không có quyền gì can dự vô hết. Hai người đi về đi. Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Hay là mày với nó tư tình âm mưu để cho nó chiếm đoạt tài sản nhà tao, chưa đạt được mục đích nên xía vô không cho nó ly dị. Nè, con nói cho cẩn thận nghe. Có chuyện tôi đó. Mày làm gì tao? Mày hù tao hả? Thôi anh. Mày ngon mày đụng tao đi, tao thưa công an liền đó. Con nhỏ kia, mày có ký không? Mày không ký tao cho giang hồ xử mày đó. Bây giờ tôi hỏi cô một lần cuối, cô có ký hay là không? Má, đây là lần cuối cùng con gọi má là má. Lúc xưa con yêu anh Thành thật lòng, không phải bởi vì anh giàu có. Khi con về làm dâu nhà má, con thật sự muốn làm vợ hiền dâu thảo. Con chưa bao giờ có ý định lừa lọc hay có ý nghĩ tham lam tài sản của má. Con cảm ơn má trong thời gian qua đã bao bọc và bao dung lỗi lầm của con và cho con làm con dâu của má. Tôi ký đơn ly hôn này không phải bởi vì tôi sợ chiêu trò của chị, mà vì tôi thật sự thất vọng về anh Thành và tôi không muốn phải phiền lòng hơn nữa. Từ nay tôi sẽ không còn liên quan gì đến anh Thành. Chị với Bích không cần phải nhọc công nữa đâu. Những gì xây dựng bằng mưu mô lừa lọc thì sẽ không bền đâu. Đừng có lên mặt dạy đời ở đây. Má không có nghe mấy lời dối trá giả nai của nó nữa. Về thôi má. Tôi hy vọng là cô sẽ làm đúng những gì cô nói. Sao em không cho họ biết là biết về đứa con của em? Em không muốn phiền phức nữa. Đợi em và anh hoàn tất thủ tục ly hôn, em sẽ dọn đi xứ khác. Qua, qua. Em có sao không? Nè, em có sao không vậy? Em mệt quá, em muốn vô trong nghỉ một chút. Thôi, em vô nằm nghỉ đi. Hồi ta còn gắng lỡ lòng.
này đã có từ đâu. Trời ơi, Thành, con đứng đó làm gì hả? Con chỉ đứng hóng gió một chút thôi. Trời đất ơi, tưởng mày ra đây tự tử không đó. Khoái bánh bao riết, hèn chi thích tào lao quá. Mày mới tào lao á, sao mày nói mày qua nhà con qua, mày giờ mày còn ở đây nữa. Má, con muốn suy nghĩ kỹ hơn về chuyện ly hôn của con. Má cho con thêm thời gian được không? Khỏi suy nghĩ mày. Con qua nó ký đơn rồi. Nè, mày coi đi. Bộ mày tưởng nó còn lưu luyến mày hả? Bây giờ con nên tập trung lo cho mẹ con Bích đi. Đúng rồi đó. Có phải má với chị hai ép qua ký cái lá đơn này không? Bộ mày nghĩ tao với má ép nổi nó với đồng bọn của nó hả? Lúc tao với má tới đó có thằng Tốt ở đó nữa, chắc là tụi nó muốn mày mau ly dị để qua lại với nhau cho dễ. Chứ bây giờ con Bích có thai rồi, đâu sao lại nữa. Đưa đây, mày không tin thôi thì để tao nộp đơn phương cho nó. Thành, nè, Thành, con đi đâu vậy? Thành, con đi đâu? Con tới chỗ của Hoa. Nó đã ký đơn rồi, con còn tới đó làm gì nữa? Tao với má nói thiệt chứ có gạt mày đâu. Mày tới đó cũng vậy à? Thành, nè. Ê, Thành. Thành ơi. Thôi má. Trời, mày nhớ mày chạy kịp nó không? Thì tao không chạy kịp thì mày chạy lên trước. Trời, má rảnh quá đi. Trời má ơi. Má thấy không? Thằng quỷ đó ký đơn rồi mà nó còn vậy nữa. Má phải cương quyết lên nha. Không thôi là nó không có chịu cưới con Bích đâu á. Thì ra là vậy. Thôi, ly dị cho nó khỏe. Thằng chồng thì trăng qua, gia đình thì hung dữ, thêm cái con Bích đanh đá thủ đoạn nữa, sao mà sống nổi. Dạ. Đây nè, để đây một chút nguội, dì kêu nó dậy uống. Chiều dì nghỉ bán ở với nó được rồi. Còn con đi hái chôm chôm hái đi. Dạ. Cái thằng quỷ dịch đó tới đó. Dì ba, đứng lại. Đơn ly dị con Qua nó ký rồi, mày tới đây làm gì nữa? Con tới để hỏi Qua là cái đơn ly dị đó Qua tự ký hay là má con với chị hai con ép ký. Giờ về cho con vui gặp vợ con đi. Mày đứng lại. Con Qua nó tự ký đó, không có ai ép buộc nó hết á. Nó không muốn gặp mày nữa. Mày đi về mau đi. Đi. Con muốn gặp vợ con. Mày đi đi. Trời ơi, sao mày lì quá vậy? Đi. Buông ra. Tao. Buông ra. Bà ơi. Con ra. Tao vậy. Tao ơi. Buông chị bà ra. Anh bị khùng hả? Tôi có làm gì bà đâu. Kêu bà buông tôi ra. Tao, con đuổi nó về đi. Nè, anh về đi, đừng có làm phiền Qua nữa. Để tôi nói cho anh biết, tôi chưa có ký vào cái tờ đơn ly dị. Qua vẫn là vợ của tôi. Anh đừng thưa nước đục thả câu, chén chứng vào. Có phải anh là người xúi Qua ký vào cái đơn ly dị đúng không? Tôi phải đó, đúng đó. Con Qua ly dị mày để về với thằng Tốt đó. Mày nhìn đi, thằng Tốt nó tốt hơn mày gấp trăm lần. Nó mới là người xứng đáng với con Qua.
còn mày. Mày mau trở về với con Bích đi, cho đủ đôi gian phu dâm phụ. Tông đều. Con đuổi nó về liền. Quýnh nó đi con, quýnh nó đi. Mày với con Qua sắp cưới nhau rồi, đơn ly dị con Qua nó cũng ký rồi. Không việc gì con phải sợ cái thằng này hết á. Nó không về con đánh nó đi. Đánh nó đi. Tốt bà nghe lời gì, con phải vì con Qua. Cho nó đừng có đeo bám con Qua nữa. Con Qua sẽ khổ. Đánh nó đi. Đánh đi. Phải đó. Bây giờ Qua sắp làm vợ của tôi rồi. Anh về đi, đừng làm phiền Qua nữa. Anh mà tới làm phiền nữa, đừng có trách tôi nha. Anh về đi. Ê nè, hay mày đợi tao phan dép vô mặt mày hả? Được rồi, muốn ly dị chứ gì. Hẹn gặp nhau á to. Dì ba, làm vậy có được không? Được hết á. Dì chỉ muốn tốt cho con Qua thôi mà. Cái thằng quỷ đó nó còn muốn níu kéo con nhỏ. Dì mà không nói xạo như vậy, sao nó chịu bỏ đi? Yên tâm đi, có gì dì chịu trách nhiệm cho. Con không có việc gì phải sợ hết á. Vậy đi. Anh, có quen biết ai làm mấy cái vụ ly hôn này không? Cho tiền để người ta làm nhanh nhanh. Còn tính cái chuyện đám cưới với con Bích nữa. Nhưng cái tờ đơn này chỉ có một mình Qua ký à. Có khi thằng Thành nó không chịu thì sao? Vậy còn kéo dài à. Má, má phải làm áp lực với nó nha má. Coi như là vì cháu của má thì má làm đó. Má, má sao vậy? Chắc vì mấy lời ngon ngào lúc nãy của con quỷ đó chứ gì. Bởi vậy hai má con bị nó dụ ý như nhau. Má chỉ cảm thấy là lời con Qua nó nói thật lòng, mà nó cũng không có lỗi trong vụ này. Má còn binh nó nữa. Má đừng có quên là nó suýt giết chết cháu má đó. Thôi thôi, không có nói cái vụ này nữa, ăn cơm đi. Dạ. Má, nó về rồi kìa. Má nhớ làm căn á. Chị hai. Vậy tao đừng ly dị hồi nãy đâu. Hỏi chi, đừng hòng tao đưa à. Nghe mấy lời ngon ngọt rồi tính quay lại với nó hả? Bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi. Con mà không cưới con Bích á thì từ nay về sau đừng có nhìn mặt má nữa. Con đi khỏi nhà này luôn đi. Rồi má sẽ đón mẹ con Bích về đây, coi như là dâu con trong nhà. Nãy giờ con có nói cái gì đâu. Con nói là con muốn cưới Bích, muốn lấy tờ đơn ly dị là để ký vô thôi. Mày nói thiệt hả? Trời ơi, sao mày không chịu nói sớm? Để tao đi lấy liền cho. Thành, em suy nghĩ kỹ chưa vậy? Em đã quyết định rồi anh hai. Còn mấy cái vụ mà giấy tờ ly dị á, nhờ anh hai lo giùm em nha. Má, còn chuyện cưới Bích á, má muốn làm sao thì má làm. Nè, ký. Ký đi. Bây giờ Qua sẽ làm vợ của tôi rồi. Anh về đi, đừng làm phiền Qua nữa. Anh mà tới làm phiền nữa, đừng có trách tôi nha. Anh về đi. Suy nghĩ cái gì nữa, ký liền đi. Ký liền đi. Anh hai, coi lo làm thủ tục giùm em nha. Em yên tâm đi, chị sẽ kêu ảnh lo nhanh thiệt nhanh cho em nha. Má, con thấy nó có vẻ còn lưu luyến với con Qua, với lại chưa có cảm tình với con Bích đâu. Thôi kệ nó, giờ nó chịu cưới con Bích là được rồi. Rồi có chuyện gì từ từ mình tính sau. Ăn cơm đi. Chứ cháu đích tôn của má mà.
biết gì ba. Ừ nè, về ghé chỗ thầy Năm mua cho con thang thuốc dưỡng thai đó, có người uống vô mà chịu hết buồn nôn luôn đó. Cái này toàn là cây cỏ thảo dược không hà, tốt lắm. Người ta nhiều người uống hết người ta chỉ gì đó. Dạ. Con uống thử thang đi, uống được á gì mua thêm vài thang nữa cho. Con cảm ơn dì. Đang nấu gì vậy con? Dạ con đang nấu cháo. Dì ba, chị Hoa. Ủa Vân. Dạ. Dạ con Vân. Chào dì ba. Con tới đây làm gì? Dạ chị Hoa. Ờ Vân. Lúc nãy con có ra ngoài bến mà không thấy ai ở ngoài hết trơn á, con tính kiếm anh Tốt. Con ngồi đi. Dạ. Thằng Tốt với anh Tư Trê tối mới về. Dạ. Mấy ngày nay hai cậu cháu tranh thủ làm cho xong công chuyện, đặng cuối tuần sau họ nhổ neo rồi. Con uống nước đi. Dạ. Chị Hoa, em xin lỗi chị nha. Sao em phải xin lỗi chị? Thì em thay mặt chị hai em xin lỗi chị. Dù sao á thì chị hai của em cũng là người làm sai trong chuyện này. Chị không còn nghĩ tới nữa đâu. Đi. Ủa chị Hoa bị sao vậy gì? À nó ăn không tiêu thôi. Nè. Dạ. Sau này con mà muốn kiếm Tốt á, cứ đi ra ghe hay là tới chỗ nhà ông ba mà kiếm nó. Con đừng có tới đây nữa nghe. Dạ. Con uống nước đi. Dạ. Vậy thôi, con xin phép dì con về. Ừ, con về đi. Ừ, về đi con. Thưa dì con về. Chị Hoa em về. Hoa, ủa? Có sao không con? Ủa bé Vân đâu rồi dì? Ừ, nó đi về rồi. Dì ba. Hử? Dù sao á, chuyện cũng không liên quan đến Vân. Dì đừng có nói với Vân như vậy. Tới bà Út Thương còn hùa theo đổ quan cho con với thằng Tốt nữa. Ai mà biết chị em nó có cùng một ruột không? Con quên chuyện bà Tư Sang rồi hả? Có khi nó về báo cho chị nó biết đó. Ừ, hồi sáng chị nghe bà Tư bà đồn. Bà nói là nhà bà Hội sắp qua nhà nó để nói chuyện cưới hỏi gì đó. Nghe đâu tháng sau là đám cưới rồi. Đúng là cái thứ bạc tình mà. Vậy mà làm bộ năn nỉ cho dữ. Chưa đầy tháng là đi cưới vợ rồi. Thứ gì đâu. Qua nè. Dạ. Bây giờ con đã ly dị với thằng Thành rồi. Kệ tụi nó đi. Cái thứ mèo mã gà đồng. Để coi sau này thế nào cũng bị quả báo hả. Con cũng không còn để ý tới hai người đó nữa. Ừ. Chắc là bên đó cũng lo thủ tục ly dị xong rồi, cho nên không có kiếm con. Ừ vậy đi cho nó khỏe. Cuối tháng này con trả nhà, rồi con về cái răng. Ừ được đó, con về đó đi. Dù gì cũng có bà con với anh Tư Trê giúp đỡ cho con. Chứ ở đây á hả, mai mốt cái bụng bay lớn lên còn phiền phức nữa. Nè, tới chừng con gần đẻ đó, hú diện tiếng, dì xuống dưới với con, hen. Dạ, con cảm ơn dì. Chết, gì nữa? Cái nồi con đang nấu. Trời ơi. Từ từ thôi đó. Dạ. Chờ nó một chút đi. Trời ơi, bao giờ mới được ăn? Mệt quá. Bảy à, mời cậu Thành ra ăn cơm con. Dạ. Má, chắc thằng quỷ đó bộ nó tính ở nhà ăn ngủ hoài vậy hả? Không chịu ra nhà máy làm gì hết vậy? Thằng Thành nó đang buồn, với lại nó mới vừa khỏi bệnh nữa. Cứ để cho nó nghỉ thêm thời gian nữa đi. Thôi cho nó nghỉ thêm một thời gian dưỡng sức. Để lo đám cưới xong đi rồi cho nó đi làm lại có sao đâu. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải qua thăm con Bích với lại con của nó nữa chứ. Bàn chuyện cưới hỏi thì cũng không chịu đi, giao hết cho mình à. Sao mọi người không ăn cơm đi? Đợi mày đó.
Mời má ăn cơm. Dạ, ăn xong đi qua thăm mẹ con Bích đi đó. Hôm nay mệt, làm khác đi. Mày mệt hay là mày làm bộ? Ê, tao nói mày có nghe tao nói không hả? Thì mới vừa nói xong còn gì nữa. Mày nói chuyện với tao như vậy hả? Chứ muốn nói làm sao? Má, má con đó kìa. Trời ơi, không có bữa nào tôi ăn cơm được yên hết trơn là làm sao vậy? Con á, con đã quyết định cưới con Bích rồi, thì con phải có trách nhiệm với mẹ con nó chứ. Ngày mai chở má qua bên đó. Con Bích nó đang có thai, để nó buồn phiền á, ảnh hưởng tới cháu của má. Nghe chưa? Má nói phải đó em. Qua thăm mẹ con Bích đi. Được rồi, ngày mai hay buổi nào má muốn đi giờ nào thì kêu con. Ừ, vậy còn được đó. Rồi ăn đi. Ly hôn của con với con Hoa cũng sắp xong rồi. Bây giờ chuyện cũ bỏ qua hết, con lo cái hạnh phúc trước mắt kia kìa. Con biết chưa? Con biết rồi. Biết rồi. Biết rồi thì liệu mà qua bên đó quan tâm chăm sóc cho con Bích, để nó buồn ảnh hưởng tới cháu của má đó. Trời ơi, con biết rồi. Cái chuyện này má nói cả trăm lần. Cả trăm lần mà mày có nghe ở đâu? Cháu của má bây giờ là quan trọng nhất, con hiểu không? Ê, ê, ê. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy con? Ê, trời đất ơi, ngừng lại coi. Trời ơi, chết rồi. Bể rồi. Vậy ở gần đây có chỗ nào giá không? Chắc đầu trên có kìa. Thôi đi đi. Ghê. Nhanh lên đi má. Tới chỗ rồi kìa. Ờ. Giá dùm con bánh xe chú ơi. Ờ. Má, ghế kìa. Ừ. Ủa, bác Hội, con mời bác ngồi. Ờ, con. Cũng lâu quá rồi con mới gặp bác á. Ờ, con. Tại vì bác bệnh hoài à, cho nên mọi việc ở nhà máy giao cho thằng Phú. Dạ, nó lo. Con mua gạo đó hả? Dạ, tại nhà con sắp có đám giỗ cho nên con mua gạo thơm về cúng. Chứ thường ngày nhà con ăn gạo thường không à bác. Ờ, gạo thơm này chắc là mắc à ha. Dạ. Ờ, gạo này con mua ở đâu vậy? Dạ, con mua ở trên Chính Hải. Bà lấy gạo ở trên nhà máy luôn đó bác. Ờ. Đây nè bác, bác coi đi bác. Gạo này con mua ở chỗ Chính Hải. Dạ thưa bác, đúng rồi đó bác. Không thể nào. Không thể nào như vậy. Nè cô. Dạ chào bà Hội. Nè, những loại gạo mắc tiền của cô đều là gạo trộn. Cô buôn bán gian dối như vậy, đừng có lấy gạo của nhà máy tôi, ảnh hưởng tới uy tín của nhà máy chúng tôi. Tại nhà máy của bà bán gạo trộn cho tôi á, đâu phải cho tôi đâu. Cô nói cái gì? Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa. Rõ ràng đã đồng ý với nhau, đôi bên cùng có lợi. Bây giờ tới nói này nói nọ. Ai đồng ý với cô? Thì anh Phú, con rể bà chứ ai. Má, người ta đã nói như vậy rồi, bây giờ mình phải về gặp anh Phú, nói chuyện xong rồi mới tính được. Thôi được, qua nhà con Bích hỏi cho ra lẽ đã, rồi tính với thằng Phú sao. Tôi hỏi lại cho ra lẽ, mà không đúng như vậy là cô biết tôi. Ờ, Bích à, trưa rồi, anh về trước nha.
về nhà hay là qua phòng nhì? Anh qua thăm Tuyết một chút. Còn thủ tục ly dị của thằng Thành với con Hoa, anh đã kêu người ta làm nhanh cho mình rồi. Đợi xong thủ tục là em với thằng Thành có thể đăng ký kết hôn. Dạ, em cảm ơn anh. Có gì đâu. Thôi, anh đi nha. Alo, nhà máy Thanh Hội xin nghe ạ. Bên mấy người làm ăn sao vậy? Không thống nhất với nhau hay sao? Mà để bà Hội tới nói này nói nọ. Hả? Chị Chính Hải hả chị? Có chuyện gì vậy chị? Bà Hội mới tới chỗ tôi nè. Bà la rùm beng là tôi bán gạo trộn. Mấy người tự tính toán với nhau đi. Tiệm tôi mà đóng cửa, tôi cho nhà máy mấy người đóng cửa theo. Alo. Là Bích nè. Bác Hội có nhà không vậy Bảy? Ủa bà Hội nói qua cô nãy giờ mà. Hôm nay tôi đã ra nhà máy làm việc rồi. Chị Thảo có nhà không? Cô Thảo hả? Cô Thảo ngủ chưa vậy? Dễ gì giờ này mà dậy sớm vậy? Bà nhắn với chị Thảo là ra quán cà phê gặp tôi liền nha. Ủa mà quán cà phê nào cô? Bà nói với chị Thảo là quán quen, chị Thảo biết liền à. Nhanh nhanh nha. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi liền. Gì? Con lấy miếng nước cho má nha. Thôi thôi, không cần đâu. Hay là con đưa má đi khám bệnh liền. Chứ sao con thấy má làm mệt hoài à? Không sao, má già rồi, lâu lâu làm mệt bình thường mà. Để chiều á, má ra trạm xá lấy thuốc, má uống mấy viên thuốc là khỏe à. Không sao á. Vậy để con đi với má nha. Má đi một mình được, con ở nhà học bài đi. Ra trạm xá gần sạch nè. Đi có chút xíu chứ nhiêu đâu. Má mệt vậy rủi đi dọc đường xỉu rồi sao? Trời ơi, vậy học bài xong rồi đi. Dạ, vậy con đỡ mấy năm nghỉ nha. Bích đi Bích. Bích ơi, chắc con Thành Bích ơi, đi ra coi nó nói gì. Để con ra con nói ảnh là chị hai đi nhà máy rồi. Người gì mà vô trách nhiệm. Mấy bữa nay không thèm qua thăm hỏi chị hai tiếng nào hết trơn á. Chị hai còn sắp cưới nha, qua gặp người nhà người ta, làm ơn vui vẻ niềm nở cái mặt lên. Đừng dù ụ vậy kỳ lắm. Con thiệt không có muốn hai cưới anh Thành. Con muốn không muốn gì cũng đâu có thay đổi được. Cái chuyện con cần làm bây giờ là giúp cho chị hai con hạnh phúc, hiểu không? Dạ. Để con ra con nói ảnh. Ra dạ. Đi Bích ơi. Cười lên cái coi. Bích ơi. Dạ, con chào bác. Em chào anh Thành. Bác với anh Thành tới thăm con Bích. Dạ, chị hai con ra nhà máy rồi mà bác.
Ủa bác tưởng nó còn nghỉ ở nhà chứ? Tại chị hai nói hôm nay nhà máy có nhiều việc quá cho nên chỉ ra đó luôn rồi. Thôi mà. Vậy bây giờ mình ra nhà máy đi nha. Anh đi nha. Dạ em chào anh. Con chào bác. Ăn đi em. Em sao vậy? Có vài người quen biết em có thai, họ cũng xì xầm này nọ. Mà giờ con Bích cũng sắp lấy thằng Thành rồi. Con nhỏ đó đủ chiêu trò hết. Anh, hay là anh bỏ đi, mình lên Sài Gòn. Em có người quen ở trên đó, rồi mình làm lại từ đầu. Anh không tin là mình đấu không lại nó. Bà già kia chịu cưới đó. Không phải là vì cái thai sao? Nếu cái thai đó không còn thì sao? Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ nào đó trước ngày cưới của nó. Cái thai còn nhỏ như vậy chịu không nổi đâu. Anh à, hay là anh đừng có làm những chuyện này nữa. Anh đã chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi, anh không thể nào mất hết tất cả. Em có hiểu không? Không lẽ em muốn con của tụi mình sau này sống cảnh nghèo khổ giống tụi mình sao? Nhưng mà... Em không cần phải sợ gì hết. Mọi chuyện anh đã có kế hoạch hết rồi. Anh bảo đảm tụi mình sẽ mau chóng có được gia tài của bà Hội và sau đó cùng nhau bỏ đi. Chị Thảo. Bích, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà kêu chị gấp vậy? Hay là thằng Thành với con nhỏ đó quay lại với nhau? Dạ không phải. Em phát hiện là ông Phú có bồ nhí. Cái gì? Con nhỏ đó nó còn có thai nữa. Bây giờ ông Phú đang ở bên nhà nó đó. Được rồi, đưa chị qua đó liền, nhanh lên. Dạ bà, cậu. Thằng Phú nó về chưa? Dạ chưa bà. Má không ngờ thằng Phú nó làm ăn trục lợi như vậy. Tụi công nhân nói là con Bích nó cũng biết chuyện này. Uổng công má tin tưởng nó, kêu nó coi theo sát thằng Phú, thì ra cũng cá mè một lứa. Má, biết đâu mấy người công nhân nói họ làm vậy để giữ mối cho nhà máy, chờ gặp hai người đó rồi mình hỏi. Dạ, vậy thôi để con dọn cơm cho bà với cậu ăn nha. Thôi, ăn hết nổi rồi. Con Thảo đâu? Kêu nó ra đây. Dám ra ngoài tiếp tay cho tụi nó hen. Dạ, hồi nãy cô Bích có gọi tới, nói gặp có chuyện gì gấp lắm. Cô Thảo đi ra ngoài với cổ rồi bà. Rồi Bích có nói chuyện gì không? Dạ không, cô Thảo đi nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó cậu. Nè, ăn đi. Em ăn đi. Dạ. Ông Phú. Hả? Thì ra Thảo, bao nhiêu lâu nay ông lừa dối tôi, gian díu như con quỷ này. Thảo à, nghe em giải thích đã. Không giải thích cái gì hết. Đặt nó cho tao. Hả? Đừng bỏ. Đừng bỏ. Chị ơi, chị giúp tao hả chị? Quỷ cái. Đừng đánh tao. Thảo à, không biết lượng sức của mình là mấy. Đừng đánh cửa bà. Chị gian díu hả? Đừng bỏ. Đừng cho bỏ. Chết đi. Đừng đánh bà Thảo. Quỷ cái. Chết đi. Đừng bỏ.
không nghe gì hết. Chị đi. Chị Thảo à. Tuyết. Thôi mình về chị. Con khốn, mày phản tao hả? Anh nghĩ tôi bao che cho anh hả? Cố nạn, đừng có bao giờ chọi mặt về nhà tao nữa nghe chưa? Cố nạn. Đấy. Em đau quá. Tuyết à, Tuyết, Tuyết. Em ngồi lên ghế đi. Anh em ơi, sao rồi? Em đau quá. Anh đưa em vô bệnh viện. À, cô Hai với cô Thảo về. Cô Hai, cô Bích. Tránh ra. Con làm cái gì vậy Thảo? Dạ thưa má. Anh Thành. Có chuyện gì vậy em? Anh Phú ngoại tình với người phụ nữ khác, còn có con nữa. Chị Thảo qua nhà họ bắt tại trận. Cái gì? Thằng trời đánh mà. Nó vừa ngoại tình mà nó còn tính phá nát cái nhà máy của tao nữa. Phá nhà máy là sao hả má? Nè, má với anh phát hiện ra chỗ bà Chính Hải bán gạo trộn. Bà nói là nhà máy mình bán cho người ta. Rồi bây giờ anh với má tới nhà máy gặp mấy công nhân. Họ nói anh Phú kêu họ làm như vậy. Em cũng biết chuyện này đúng không? Con làm má thất vọng quá. Thật ra anh Phú không chỉ trục lợi trong việc bán gạo không đâu má. Ảnh còn cấu kết bên Vạn Lợi giành mối của mình nữa. Đợt xuất tiền mua lúa vừa rồi là con xuất theo ý ảnh để ảnh bỏ túi riêng đó má. Con nói cái gì? Vậy là em biết tất cả những chuyện đó hả? Sao em không báo cho anh với má biết mà còn tiếp tay cho anh Phú nữa? Em chỉ vì chị Thảo thôi. Chị Thảo thương em như em ruột. Nếu như em không lấy được lòng tin của anh Phú thì làm sao tra được chỗ ở vợ bé của ảnh, rồi việc ảnh cấu kết bên Vạn Lợi nữa. Thật ra con định sau khi vạch mặt được chuyện ngoại tình của ảnh, con sẽ công khai hết mọi chuyện xấu mà ảnh làm cho nhà máy. Con không ngờ má với anh Thành biết hết rồi. Dạ, con xin lỗi má. Con đã tự ý làm mà không báo cho má biết. Thôi, má không trách con đâu. Con đừng có khóc rồi ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Thôi, đừng có khóc nữa. Anh hiểu em mà. Con cảm ơn má. Em cảm ơn anh. Thì ra là bao nhiêu năm nay má nuôi ông tài áo. Lần này má phải kêu con Thảo ly dị, tống nó ra khỏi nhà. Rồi bây giờ em biết anh Phú đang ở đâu không? Anh muốn nói chuyện với ảnh. Chắc là ở bên nhà vợ bé của ảnh đó anh. Trời ơi, con kiếm nó làm cái gì? Nó đã làm ra bao nhiêu chuyện hại gia đình mình chưa đủ sao? Từ hồi nào tới giờ anh Phú chưa có làm chuyện gì sai trái với con hết. Con muốn gặp ảnh để hỏi rõ mọi chuyện thôi mà. Thôi được rồi, con tới đó kêu nó về đây tính chuyện ly dị luôn. Rồi kêu nó trả tiền cho nhà máy nghe. Bằng không má sẽ đưa nó ra tòa. Ha 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 ha!
chị. Buông ra, đi hết đi. Nhà này hả em? Dạ, anh vô đi. Em không có vô đâu. Anh Phú đang giận em lắm. Hồi nãy ông chửi em quá trời luôn. Anh cũng thiệt không ngờ. Không biết anh hai có nỗi khổ gì không? Chứ thật ra ở trong nhà, anh thân với anh còn hơn thân với chị hai nữa. Biết đâu ông giả bộ thì sao? Hồi nãy chị Thảo kêu tụi thằng Báo đánh cho ông Phú với cái cô kia một trận. Anh biết tụi nó nói gì với em không? Nói gì? Cái lần mà chị Thảo kêu tụi nó đi đánh qua đó. Lúc anh nằm bệnh viện anh nhớ không? Thật ra ông Phú kêu tụi nó đánh anh thiệt mạnh. Có thiệt là vậy không? Thì hồi nãy tụi nó nói với em vậy đó. Lần đó anh bị đánh suýt chết luôn. Ông Phú thì lại hết xăng dọc đường, không có vô kịp. Anh không thấy tình cờ hả? Có lần ông nói với em muốn lấy hết gia tài nhà anh đó. Phải, đúng là tình cờ thì. Nhưng mà biết đâu anh Phú anh không cố ý. Rồi tụi thằng Báo nó thấy ghét ảnh, rồi nó nói thêm nó bớt thì sao? Tụi nó nói với em sao thì em nói lại vậy thôi. Tin hay không là chuyện của anh. Mẹ em có cảm giác anh Phú không có tốt như vậy đâu. Có ai nhờ không? Họ bỏ đi rồi. Cũng dám lắm. Mọi chuyện bại lộ, họ làm sao dám ở lại. Chị đừng có khóc nữa. Sức khỏe của chị giờ vẫn còn yếu lắm. Chị cần phải nghỉ ngơi mới được. Tình hình hiện tại sức khỏe của chị ấy vẫn còn yếu lắm. Anh cần phải cho chị ấy nghỉ ngơi thật nhiều. Dạ. Chính con khốn đó đã hại chết con mình. Anh sẽ không tha thứ cho nó đâu. Thôi con đừng có khóc nữa. Cái thằng đó không có đáng cho con khóc đâu. Má đi ra ngoài đây. Thôi mà. Thiệt khổ quá. Sao rồi? Cái thằng khốn nạn đó đâu? Hả? Con có tới mà không thấy ai hết á. Chứ hai người đó bỏ trốn rồi. Em phải tìm ra hai người đó. Chị không thể nào để cho hai người đó trốn như vậy được. Con đi báo công an liền đi.
nó ăn chặn tiền nhà máy, má sẽ đưa nó ở tù rục xương. Dạ. Con không lo đi nữa. Lẹ đi. Đi đi con. Chị đừng có buồn nữa. Mình báo công an thế nào cũng bắt được bọn họ mà. Không những cho tụi nó vô tù mà còn phải đánh tiếp nữa mới hả dạ được. Bà ơi, có ông trưởng ấp tới kiếm bà kìa bà. Để coi. Cậu ba ơi, cậu ba ơi. Cậu ba. Cái gì đó? Có chú trưởng ấp tới kiếm cậu Phú á. Bà cho gọi cậu ra kìa. Lẹ lên con. Dạ chào chú. Chào đó. Con. Chú kiếm anh Phú có chuyện gì không chú? Hôm nay á, tôi đến gặp riêng gia đình. Dạ. Để khuyên anh Phú ra đầu thú. Ồ. Vì anh Phú có liên quan tới cái chết của một người. Mà cháu biết người đó là ai không? Ai? Là anh Hai Nghĩa đó. Trời. Trời đất ơi. Anh Phú tại sao lại liên quan tới cái chết của ba vợ con? Hôm mà anh Hai Nghĩa bị hại đó, thì một người đi giăng câu đêm họ thấy thằng Tuấn Kẻ và Phú lén lút quăng cái gì đó xuống sông. Nhưng mà vì họ sợ tụi nó trả thù nên họ không dám khai báo. Cái hôm mà Tuấn Kẻ với đàn em của nó bị bắt nên họ mới mạnh dạn đến công an để khai báo. Dựa theo lời khai báo đó, bên công an đang tiến hành điều tra. Tuấn Kẻ và thằng đàn em của nó cũng đã thừa nhận hết chuyện đó rồi. Dạ. Thằng Tuấn Kẻ đó khai tối hôm đó nó đến gặp thằng Phú để nhận tiền. Rồi đồng thời lúc đó anh Hai Nghĩa ảnh cũng ra. Nó gặp anh Hai Nghĩa thì nó sợ công việc bị bại lộ, thì sau đó nó giết anh Hai Nghĩa rồi nó quăng xuống sông. Đi đâu mà tối vậy chú? Tôi đi mua thuốc cho ông Hoa. Về nhà chú á, sao không đi thẳng đi mà đi ngược lại vậy? Hay là chú nhìn thấy cái gì đó mà đi ngược lại vậy chú? Rồi đi ngược lại để tránh hả? Tôi đâu thấy gì đâu. Thôi tôi đi nha. Chú đi. Mọi chuyện là như vậy đó. Trời ơi, cái thằng trời đánh đó, nó dám âm mưu giết anh Hai Nghĩa hả? Chú vừa mới nói là tụi anh Tuấn Kẹ với anh Phú là có quen biết nhau. Con còn nhớ cách đây không lâu con bị cướp quăng xuống sông không? Sao đại ca, quăng nó xuống sông cho tao. Lúc đó con có nghi ngờ là tụi Tuấn Kẻ. Rồi sau đó con có gọi điện thoại lên công an để trình báo nữa. Con báo khi nào? Dạ cũng khá lâu rồi. Anh thấy em nói cũng đúng đó. Mà anh có số của công an xã, để anh điện em báo công an ha. Em khỏi lên trên đó làm chi mất công. Rủi rồi ai quen biết thấy hỏi han rồi suy diễn này nọ, rồi tới tay tụi thằng Tuấn Kẹ thì phiền phức lắm. Vậy cũng được, vậy anh Hai điện giùm nha. Alo. Công an xã có đúng không chị? Anh nói gì vậy? Tôi là Phú, anh rể của Nguyễn Minh Thành, người mà bị cướp xe tuần trước đó chị. Em của tôi có chuyện muốn trình báo. Anh muốn nghe em đóng giả công an xã hả? Dạ đúng rồi chị. Chị nói chuyện với em của tôi nha. Thành. Dạ. Em nói chuyện với chị công an xã đi. Dạ em chào chị. Anh là Nguyễn Minh Thành phải không? Dạ đúng. Anh có thông tin về vụ cướp, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Dạ tôi nghi ngờ là
cái đám tuấn kẻ cướp xe rồi tính giết tôi đó. Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Nếu anh có thêm thông tin gì thì cứ thông báo cho chúng tôi. Dạ dạ, cảm ơn chị. Lúc đó con điện lên, con có gặp một vị công an nào đó, rồi sau đó con trình báo. Ủa, con có nhầm số không? Bên công an không có báo gì với chú hết. Nhưng mà theo chú biết thì bên công an không có công an nữ. Ôi trời ơi, chính phủ á, nó đã mướn thằng tuấn kẻ giết con. Trời ơi. Rồi sau đó nó dựa vào đó để nó tống tiền thằng Phú. Anh nói cái gì? Nó âm mưu giết thằng Thành nữa hả? Thằng Phú á, nó rất là cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn tuấn kẻ nữa. Nếu mà gia đình thấy thằng Phú nó ở đâu á thì báo cho bên công an hoặc là tôi, kêu thằng Phú ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dạ, thôi được rồi. Nhưng mà hiện tại gia đình con với anh Phú cũng đã xảy ra mâu thuẫn, gia đình cũng đang kiếm ảnh mà không có được. Thôi được rồi, vậy gia đình mà biết Phú ở đâu á thì báo liền cho bên chú hoặc là bên công an cũng được. Dạ. Vậy thôi chú về. Cảm ơn gia đình. Chào chị, chào hai cháu. Tôi về. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Má không ngờ mà, má không ngờ má ngu dại mới dẫn sói vô nhà. Suýt chút nữa là nó giết chết con rồi. Con cũng đâu có ngờ là anh Phú là người thâm độc tới như vậy đâu. Con nhớ lúc đó con gọi điện thoại báo cho công an, lúc mà con nghi ngờ đám tuấn kẻ. Có khi nào anh giở trò cho con nói chuyện với một người lạ nào không? Người đó chắc là Tuyết đó anh. Con Tuyết? Đau cái chân muốn chết, tính ra làm thương hồ. Tao thấy sướng hơn làm công đó mẹ ơi. Dạ. Ở dưới ghe có khi mình còn nằm nghỉ được đó cậu. Hay là ngày mai cậu nghỉ đi, một mình con hái được rồi, cũng không còn bao nhiêu đâu, chắc là kịp mình vỗ neo đó. Ừ thôi, cậu với con làm cho nhanh. Nói gì chứ tối tao về tao lấy thuốc rượu tao tha cái là hết à. Khốn, tao sẽ cho mày chết con của tao. Đứng lại. Khốn, tao giới. Khốn, tao giới. Chú ơi, chú ơi, khốn con giới chú ơi. Chuyện của tôi với nó không liên quan gì tới hai người. Hai người tránh ra đi. Chính nó đã hại con qua đó. Chú ơi, nó muốn đánh con sảy thai đó chú. Chính nó là kẻ giết người đó. Nó cấu kết với Tuấn Kẻ, với chú Hai Nghĩa đó chú. Công an đang truy nã nó đó. Hai người bắt nó không? Đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Tốt, bắt nó lại. Đứng không lại. Tốt. Đừng rước nữa con. Hồi nãy con nói cái gì? Nó giết anh Hai Nghĩa hả? Dạ, chính nó đó chú. Ôi da. Sao rồi con? Dạ, bắt không kịp cậu ơi. Ông chạy nhanh quá. Tức thiệt cái thằng này. Nè chị, tôi về nha. Dạ. Con chào dì ba. Không dám. Chị Thương à, tôi không ngờ chị thâm độc như vậy đó. Uổng công tư trê tốt với chị. Ủa, tôi xin lỗi. Cái người chị cần xin lỗi là con Qua kìa. Chị coi chừng đó, có ngại bị quả báo đó. Dì ba, tuy là chị hai của con có lỗi thiệt, nhưng mà má con đâu có làm gì đâu mà dì nặng nhẹ với má con dữ vậy. Cái gì? Mày nói má mày không có lỗi hả? Bà vu khống cho thằng Tốt với con Qua đã hại chị mày sảy thai.
Mà mày nói ba không có lỗi là không có lỗi làm sao chứ? Thiệt vậy hả má? Đó, thấy chưa? Bây giờ con qua nó không thèm cái thằng chồng phụ bạc nó đâu. Mấy người có khoái cái thằng quỷ đó, cứ giữ lấy. Nè, mấy người mà tiếp tục âm mưu này nọ nha, đừng có trách tôi không nể tình nghe. Má, sao má tiếp tay cho chị hai vậy? Má chỉ muốn chị hai con được hạnh phúc thôi. Chứ còn chuyện... Mà thôi, đừng hỏi nữa. Con ngồi ở đây, má vô má gặp thầy Năm. Thầy Năm không muốn nhiều người vô đâu. Cô ơi, dạ. Thầy Năm có trọng... Dạ, chị khám bệnh hay là hốt thuốc à? Dạ, tôi khám bệnh. Dạ, ba em còn khám bệnh nhưng ở trong đó đó. Chị qua ghế ngồi chờ chút xíu nha. Dạ. Cô ơi. Dạ. Dì ba hồi nãy á, cổ bệnh gì mà cổ hút thuốc vậy? À, chị hút thuốc dưỡng thai. Ủa? Dưỡng thai? Ừ. Dì ba lớn tuổi vậy mà còn có bầu nữa hả dì? Đâu có biết hút cho ai đâu. Chị không nói gì hết á. Nhưng mà tuổi của chị còn có thể đẻ được mà. Biết đâu... Cô ơi, có chuyện gì? Giờ tôi nằm ở đây đâu rồi? Ủa, hồi nãy chị còn đó mà anh. Tuyết. Anh ơi, đôi dép này là của vợ tôi. Anh có thấy cổ ở đâu không? Có người mới nhảy sông đây nè anh ơi. Sông này sâu lắm, chắc là chết rồi đó. Tuyết, Tuyết à, chồng cổ hả? Tại sao em lại dại dột như vậy hả? Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Anh đã biết lỗi rồi. Ơi, nè anh ơi, Tuyết ơi, bình tĩnh lại đi. Xong này xong lắm anh ơi. Thả tôi ra. Mình tỉnh lại anh ơi. Tôi ra. Tuyết ơi. Anh ơi. Đừng có nói. Đừng có nói. Đó. Tuyết ơi. Tuyết. Tuyết ơi. Tôi nghe thấy. Tuyết ơi. Đừng đi anh ơi. Em đâu rồi? Xong lắm. Tuyết ơi. Công an tới rồi kìa. Công an tới rồi kìa. Có người nhảy sông nhẹ giờ đó. Ủa, sao kỳ vậy? Nó chốt cửa trong hả? Hai ơi. Bích ơi. Hai ơi. Bích à. Hay là chị đi ngủ rồi? Bích ơi. Bích ơi. Hai ơi, hai. Ngủ hả con? Bích à. Trời ơi, ở nhà mà đóng cửa vậy? Cái gì vậy? Con dân vô đây lẹ lên. Sao vậy hai? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Hai làm gì vậy? Thôi. Vô đây ngồi đi. Trời ơi, cái gì vậy? Suýt nữa là con bị đánh đó má. Hả? Ai đánh con? Thì ông Phú đó má. Con phát hiện chuyện ông ngoại tình, con báo với chị Thảo. Nên ông tìm con, đánh con trả thù đó má. Cũng may là con chạy kịp. Mà ông còn bị công an truy nã tội giết ông Hai Nghĩa nữa. Thiệt á hả hai? Ừ.
Hồi nãy sợ gần chết luôn, đâu có dám ra ngoài đâu. Chị mới nhờ con dì Sáu kêu ông Thành qua đây gấp rồi. Rồi con có bị sao không? Có thấy chảy máu gì không? Dạ không sao hết đó má. Chỉ là con muốn anh Thành quan tâm con, có trách nhiệm hơn với hai mẹ con thôi. Làm má tưởng đâu. Rồi cái thằng Phú đó đó, con nhắm nó có quay lại nữa không? Dạ chắc không đâu má. Hồi nãy ổng nghe bị truy nã, ổng sợ quá, ổng chạy luôn rồi. Vậy cũng đỡ. Mà nhìn cái mặt ổng hiền vậy mà. Biết người biết mặt, làm sao biết được lòng. Cũng hên là chị thoát kịp, chứ không thôi giờ này làm sao ngồi nói chuyện với má với em. Hai này. Mà má với anh Dân đi đâu vậy? Làm nãy giờ không ai giúp con hết trơn á. Thì em đưa má qua thầy Năm hút thuốc nè. Má, má bị sao vậy? Sao má không nói với con? Thì má cũng làm mệt như mọi khi thôi. Trước má hút thuốc thầy Năm uống thấy đỡ, giờ má biểu em đưa má đi hút thuốc uống lại. Con thì đang lu bu vậy, má kêu nó đưa má đi chứ có gì đâu à. Ồn ào quá. Thôi con vô phòng nằm nghỉ nha. Khi nào anh Thành tới má kêu con nha má. Ờ. Má uống nước đi. Má, hình như dì Ba mua thuốc dưỡng thai cho chị Hoa đó má. Thiệt không? Dạ thiệt. Con nhớ cái hôm mà con qua nhà chị Hoa đó, con thấy dì Ba cũng cầm cái thang thuốc y chang như vậy luôn. Mà chị Hoa á, chỉ còn bị nôn ói nữa. Mà con coi trong mấy cái phim á, con thấy mấy bà bầu hay nôn ói lắm. Bà làm cái chuyện vậy cũng đúng. Hôm qua nó đâu có bà con gì đâu. Mà cái bầu đó đó là chắc chắn của thằng Thành. Má nghĩ là con qua chắc nó giận thằng Thành dữ lắm, muốn cắt đứt hay làm sao á, nên nó nhất định nó không báo cho thằng Thành hay. Vậy cũng tốt. Chứ bây giờ bên bà hội mà biết con qua có bầu nó ngang, rộn chuyện nữa cho thằng coi. Dù gì á, hai cũng là người có lỗi với chị Hoa. Bây giờ chị Hoa đang mang thai nữa. Má với lại chị Hai đừng có làm gì chị nữa nha, tội nghiệp chị lắm. Thì má đâu có muốn làm cái gì xấu đâu. Cái chuyện mà vu khống thằng Tốt với con Hoa đánh chị Hai con á là cũng là bất đắc dĩ thôi. Với lại là cái chuyện đó không ảnh hưởng gì lớn lắm tới con Hoa hết. Còn sau này thì thôi thôi, má thề má không làm chuyện gì thất đức như vậy nữa hết trơn á. Má cũng đừng cho Hai biết nha, mình phòng hờ dẫn hơn. Lần trước Hai đã làm một lần rồi. Lần nào? Làm gì? Thì cái lần mà chị Hoa mang thai giả đó má. Ờ, rồi sao? Chị Hai tưởng thiệt, chỉ kêu người đánh chị Hoa. Trời đất ơi. Tại lúc đó con sợ má lo, con đâu có dám nói đâu. Rồi giờ chuyện xong rồi nói làm chi? Má. Ủa Hai, chúc anh Thành tới má nhớ ép ảnh ở lại với con nha má. Chứ con sắp cưới rồi mà ảnh cứ lơ lơ con hoài à. Biết rồi. Tức thiệt đó chứ, để cho nó chạy thoát như vậy. Con nghĩ trước sau gì, ông cũng bị bắt thôi. Cái tụi Tuấn Kẻ trốn hổm giờ, bữa nay cũng bị tóm rồi đó. Cầu trời cho bắt được nó, vậy anh Hai mới siêu thoát được. Mình báo cho con Hoa nó biết chắc nó mừng lắm. Con vô đi. Dạ. Hoa ơi. Hoa. Hoa ơi. Ủa, đi đâu rồi ta? Ủa, con Hoa nó đi đâu hả con? Dạ, chắc là Hoa với dì Ba đi khám thai rồi. Đi ra đây ngồi chờ nó. Dạ.
Quá về kìa. Ừ. Quá, dì Ba. Anh Tú. Ừ. Vô ngồi đi. Chú Tân. Ừ. Nóng quá. Ngồi đây nghỉ chút đi. Thấy bà đi thì tôi phát mệt. Xin bà chút xíu tôi ngồi coi. Thấy người ta tới mà cũng chịu xích nữa. Từ từ, dò đau. Quá, đứa bé trong bụng sao rồi? Dạ, bác sĩ nói em bé phát triển bình thường anh. Chú với thằng Tốt có tin vui. Báo cho con biết nè. Tin gì vậy? Công an bắt được cái tụi giết anh hai rồi. Hả? Đứa nào vậy? Chú? Thằng Tuấn Kẻ với thằng Phú. Trời. Sao lại có anh Phú ở đây nữa hả chú? Có khi nào liên quan tới thằng Thành không? Không phải. Thằng Phú với thằng Tuấn Kẻ thôi. Tôi với thằng Tốt mới lên công an hỏi chuyện vậy nè. Dài dòng lắm. Từ từ đi, tôi kể cho nghe. Nói chung á, cái thằng Phú đó nó ác lắm. Hay là ngày mai anh chở em đi khám thai nha, cho chắc ăn. Chứ má anh cũng lo lắm. Dạ. Vậy để ngày mai 7 giờ anh qua chở em đi ha. Dạ. Bây giờ anh không ở lại với em được hả? Ờ. Em sợ lỡ như tối anh Phú trở lại kiếm em thì sao? Sao mà anh Phú tới được? Anh nghĩ chắc là anh không dám tới đâu. Anh đang bị truy nã mà. Cái đó cũng không chắc đâu. Rủi mà có chuyện gì là một xác hai mạng đó. Sắp cưới rồi còn ngại gì nữa. Má ơi, anh không muốn thì thôi, má đừng có ép nữa. Anh về đi. Em với con không sao đâu. Con mà về á là coi như con không có lo lắng quan tâm gì tới hai mẹ con nó hết. Vậy làm đám cưới làm gì? Dạ bác. À, má. Má đừng có nói vậy. Giờ con cũng lo lắng cho con của con lắm. Nhưng tại vì chưa cưới cho nên con ngại thôi. Có con với nhau rồi còn ngại cái gì? Cứ ở lại đi. Để má cho người qua bển báo cho má con biết nghe. Không có sao hết á. À, dạ. Dân ơi Dân, em ở nhà ông Dân. Dân ơi. Tại trong quý đó nữa. Má ơi, con vô phòng học bài nha. Má đi ra nói với ổng là con không có nhà nha má. Dân ơi. Ừ. Em ở nhà ông Dân. Dân. Thằng Quý á. Ủa bác, má lộn. Dân ơi, Dân. Quý lúc này nãy giờ còn theo con Dân không má? Ừ, thì má cho phép tụi nó qua lại tìm hiểu với nhau rồi. Nếu mà được á, là cho con Dân cưới thằng Quý luôn. À, con thấy thằng Quý cũng là người tốt. Dân. Nhưng mà con Dân không có thương nó. Mình Dân ép nó vậy miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu má. Nhưng khi về sống chung với nhau thì từ từ tình cảm sẽ nảy sinh mà anh. Với lại em hiểu tâm trạng của thằng Quý. Chỉ cần ở bên người mình yêu là thấy hạnh phúc không? Rồi. Cho dù trong lòng người đó không hề yêu mình. Dân. Thôi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Để má ra nói chuyện với thằng Quý coi làm sao. Dạ. Dân. Má. Cái gì mà la sùm vậy? Anh có còn yêu Hoa không? Không trả lời thì chắc chắn là còn phải không? Anh cũng muốn nói dối em. Nhưng mà anh hứa là sẽ cùng em bắt đầu cuộc sống mới. Em hiểu mà. Em là người đến sau. Em không có ý định đòi hỏi bất cứ điều gì hết. Em chỉ mong anh dành một phần nhỏ nào đó cho mẹ con em. Để cho con em đỡ tủi thân. Sao lại là phần nhỏ? Bây giờ em và con á là phần quan trọng nhất đối với anh rồi. Em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để cho con nó khỏe mạnh, biết chưa? Vậy anh có thể tháo nó ra không? Tụi mình sắp làm đám cưới rồi. Cũng tại anh đeo nó quen rồi cho nên không có để ý nữa. Thôi, để ngày mai anh đưa con Bảy đem ra tiệm bán. Đến ra ngoài phụ má với Dân dọn cơm nha. Dạ, anh. Em hơi mệt, anh ra nói với má là em không có ăn nha. Vậy anh pha sữa cho em uống nha. Ừ.
Nè, chịu về rồi đó hả? Tôi có chiều cơm với bếp á. Con ăn bên nhà dân rồi. Nhưng mà nó cũng ở trong phòng học thôi chứ gì. Sao mới biết hay vậy? Thì lần nào mà không vậy. Má thấy coi bộ không được rồi đó con. Bây giờ ở gần mà mày cua cũng không được. Rủi mai mốt á, nó đậu đại học, nó đi học xa ở trên thành phố rồi tính sao? Chị Hai với má Dân á, hứa chắc chắn sẽ gả Dân cho con. Không có cho Dân đi học nữa đâu. Biết đâu á, họ nói như vậy là để dụ mày thôi. Họ có mất mát gì đâu. Thiệt á, là thiệt nhà mình nè. Thôi, nghe lời má bỏ đi con, má kiếm mối khác cho. Mà còn Bích chị nó đang mang tiếng này nọ với thằng Thành. Biết đâu em nó cũng vậy. Cưới gái là phải chọn vòng nghe con. Trời ơi má ơi, chị Bích khác, Dân khác, sao má gặp chung hai người vậy được? Với lại á, con chỉ thích một mình Dân thôi, con không cưới người khác đâu. Lần quần á là sắp hết năm rồi, coi như năm nay là mày không lấy vợ đúng không? Mà con Bích với thằng Thành chừng nào đám cưới? Tháng sau. Thế nào cũng mời nhà mình à? Vậy để con Bích nó cưới xong, má đem sính lễ qua nhà bà Út Thương. Mình đưa họ vào thế kẹt, thế nào họ cũng đồng ý gả con Dân cho mày. Má đúng là cao siêu đó má. Chứ sao? Má xứng đáng là má của con. Anh Tốt ơi. Anh Tốt. Dân. Chị Hoa. Em kiếm anh Tốt hả? Dạ. Hôm nay ảnh cứ tránh mặt em hoài à, em không có gặp được. Mà em nghe dì ba nói á, cuối tuần này ảnh nhổ neo đi rồi. Hôm nay á, em quyết tâm là phải đợi cho được ảnh. Mấy bữa nay á, hơn 6 giờ ảnh mới về. Bây giờ còn sớm lắm, hay là em về nhà đi rồi chút ra, chứ đợi lâu lắm. Dạ thôi, em đợi được mà. Vậy em đi ra ngoài bàn nha. Chị Hoa ơi. Sao vậy em? Chị cho em đi nhờ nhà vệ sinh cái nha. Hồi nãy em ăn ba cái me dốt ở nhà con Nga. Bây giờ bụng em nó... Vậy là em bị chột bụng rồi đó. Đi vô đi, nhà vệ sinh ở trong. Cảm đó. Cảm ơn chị nha. Chào chị ba. Con đi qua kiếm anh Tốt. Nhưng mà bây giờ con kẹt. Ủa rồi. Mà bữa chị nói rồi mà. Dân. Cái con này. Quá. Dạ. Sao con cho con Dân nó vô nhà làm chi vậy? Con Dân nó bị đau bụng, nó đi nhờ nhà vệ sinh. Đau gì? Má. Bây giờ mình sẽ tiến hành thu hồi lại gạo trộn đã bán cho tất cả các đại lý. Nếu như mà đại lý nào vẫn còn hiện tượng làm ăn gian dối, mình không bán tiếp cho họ nữa. Em nghĩ là mình nên tung tin ra ngoài. Những việc bán gạo trộn là do anh Phú. Bây giờ anh Phú bị truy nã, nhà máy mình coi như bắt đầu lại từ đầu. Như vậy sẽ dễ lấy được thông cảm của mọi người. Con Bích nó nói đúng đó. Bây giờ tụi con cứ nói chuyện xấu của thằng Phú ra ngoài đi. Bây giờ nhà máy coi như là chính thức đổi quản lý mới, cho thằng Thành với con quản lý, làm ăn đàng hoàng trở lại. Dạ. Nhưng mà má chỉ lo không biết là có giật dậy nổi nhà máy được không đây. Dạ con sẽ cố gắng hết sức. Má cứ yên tâm đi. Con ráng nghe con. Nhà máy của mình là mấy đời rồi, không có thể đóng cửa được đâu. Dạ. Bích à, em lên hết danh sách mấy đại lý gạo của anh Phú để anh tới nói chuyện với họ. Dạ. Tạm thời mình cứ gỡ từ từ đi. Cái số tiền mua lúa mà thằng Phú nó lấy đó, má sẽ bù vô cho nhà máy để mà mình thu mua lúa mới. Dạ. Mà cái con nhỏ này thiệt tình, thằng Tốn nó trốn rồi mà cứ tới hoài hả? Con gái gì kỳ vậy? Dù sao anh Tốt cũng sắp đi rồi, để con nói anh Tốt gặp bé Dân, chứ con nhỏ tới lui đợi chờ hoài tội nghiệp quá. Con muốn nói thì con nói với thằng Tốt đi. Chứ vậy là gì phản đối rồi đó. Gặp cái gì mà gặp, dứt thì dứt cho rồi. Chưa kể nhắc tới má con nhà nó. Nói điên hả?
Dì đang bắt cái siêu thuốc, chắc 15 phút nữa xong rồi đó. Con chắc ra chén uống đi nghe không? Dì đi lấy đậu đây. Nè, nói chứ cẩn thận con Dân nữa nghe. Nhìn cái mặt nó hiền hiền chứ không lơ đễnh được với nó đâu nghe. Thôi mà dì ba, bây giờ không có ý như vậy đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Dạ, dì đi. Con nghĩ hay là mình thay luôn máy móc đi má. Như vậy sẽ tăng được năng suất. Má, anh Thành có kế hoạch đi tiếp thị, mở rộng một số đại lý gạo ở tỉnh lân cận và Sài Gòn nữa. Nếu như mình làm được thì máy móc hiện tại không đủ đáp ứng đâu má. Thì đồng ý. Ban đầu mình khó lấy lại vốn, nhưng mà xét về lâu về dài mình vẫn lợi hơn đó má. Thôi được rồi, má tin hai đứa. Có cần gì thì cứ nói má. Má ra ngân hàng rút tiền. Dạ. Dạ. Còn con á, bây giờ con mang thai rồi, không có như hồi đó. Đừng có ham công tiếc việc quá nghe chưa. Phải giữ sức khỏe. Nếu mà nhiều việc quá thì mướn thêm người, chứ không có để ảnh hưởng tới cháu đích tôn của má à nghe. Dạ, con biết rồi má. Con với con Bích cưới nhau á, má ưng bụng lắm. Má vừa có cháu đích tôn nè, vừa có đứa con dâu giỏi việc phụ giúp chuyện nhà má cho má nữa. Con á là phải thương yêu trân trọng con Bích nghe chưa.